đã chọn. Anh uống gì? Cho anh lon kem với dĩa trái cây đi. Dạ, anh đợi em chút. Cảm ơn. Dạ, anh có cần gì thì gọi em nha. Mời anh. Ông về đi, sao còn dám tới đây nữa? Tôi nói chung anh chuyện hôm trước đâu. Tôi biết rồi, nhưng mà tôi về Tuyết còn làm ở đây vậy hoài, sao tôi về? Tuyết không sợ mắc mớ gì tôi phải sợ? Tôi khác hơn khác. Từ bây giờ tôi đã có đại ca Hùng bảo kê rồi. Còn hơn lỡ như uống say có da chạm, tụi nó lấy cớ trả thù đó. Vậy thôi, để tôi về. Nhưng mà nè, trước khi tôi về á, tôi có cái này đưa cho Tuyết. Làm gì mà trịnh trọng vậy? Cái gì? Nhận. Tuyết cái này hả? Mấy ăn trộm hả? Mặc dù á, tôi chỉ là bốc vác, không có ăn học, nhưng mà bản thân tôi cũng có lòng tự trọng của mình chứ. Với lại đời nào ai lấy đồ ăn trộm ăn cắp, cưới vợ làm gì? Hả? Cưới vợ? Ừ. Cái này là nhẫn cưới mà hồi xưa ba tôi cầu hôn má tôi. Bây giờ nghe tôi nói là thích Tuyết quá, cho nên má biểu lấy nhẫn này đi cầu hôn. Nhưng mà Tuyết đừng có lo, ở nhà còn nguyên một hộp nữ trang luôn, nhiều lắm á. Tuyết nè, Tuyết nhận lời làm vợ tôi nha. Nha Tuyết. Cậu nhóc, cậu biết mày nói gì không? Tôi không nhận đâu. Thôi mà Tuyết, tôi biết là tôi đang nói gì mà. Một lần thôi, tôi đang nể Tuyết á, Tuyết nhận lời đi, nha, nha Tuyết. Không được, chuyện này nói sau đi, bây giờ tôi phải tiếp khách, cậu về đi, mau về đi. Nhưng mà, Tuyết à. Ê. Thôi, em đi đây. Mày quyết định bỏ tao.
về với thằng Hùng què sao? Anh Hùng đã chấp nhận em vô băng của anh rồi. Em phải qua bển. Thôi được rồi. Cuộc sống riêng của mày tao không có quyền xen vào. Nhưng chỗ anh em thân tình, tao có lời khuyên mày. Dấn sâu vào chốn giang hồ chỉ bằng ở lại với tao, sống một cuộc sống yên ổn hơn. Cảm ơn lời khuyên của anh, nhưng mà em suy nghĩ rồi. Không lẽ suốt đời em ở đây làm thân bốc giáp, lương ba cọc ba đồng, trong khi anh Hùng hứa với em, nếu như em về bên đó làm việc cho anh ở vũ trường, tương lai của em sáng lạng hơn. Cảm ơn lòng tốt của anh. Em đi. Nó đã càng tàu ráo máng, qua cầu rút ván, anh nói chi cho mệt. Nè, tao nể đại ca nghe. Mày coi mai mốt gặp tao ăn nói cho đàng hoàng, không thôi tao không tha mày đâu đó. Không tha thì sao? Mày muốn gì? Muốn gì? Ôi, dù gì cũng từng là anh em với nhau. Thằng Đăng, tuy không gắn bó với mình lâu, nhưng có công cứu Hương Mương, không nên trở mặt nhanh như vậy. Thôi được rồi, mày đi đi. Nếu có gặp chuyện gì không ổn thì cứ quay lại với tao, đừng có ngại. Em biết. Thứ dòng ơn như mày á, suốt đời á không ngóc đầu lên nổi. Tao nghĩ nó làm như vậy là có lý do của nó, vì nó không phải là thằng cạn nghĩ. Anh nói lý do gì? Ngoại trừ lý do á, nó không làm á mà nó muốn hưởng. Nếu mày thích á, theo thằng Hùng què luôn đi. Anh nói gì kỳ vậy? Có chết em cũng đi theo anh. Chết rồi. Dạ, chết rồi. Tại sao chết? Tao đã dặn như thế nào? Dạ, ông chủ dặn là không được để nó chết trước khi tìm ra hàng. Vậy thì tại sao mày lại để nó chết? Dạ, tại nó quá cứng đầu, đánh cỡ nào nó cũng không chịu khai ra chỗ giấu hàng. Đám tụi nó điên quá, nên thẳng tay nên... Khốn kiếp! Đồ ngu ngốc. Mày có biết nếu nó chết, số hàng đó mất trắng không? Mày có biết số hàng đó là bao nhiêu tiền không? Dạ em biết. Nhưng mà ông chủ, em thấy chuyện này cũng lạ lắm. Điều gì? Có vẻ như là thằng Tám Lú không biết về số hàng đó. Vì nếu nó biết, nó đã khai rồi, không để bị đập đến chết đâu. Nếu vậy thì số hàng đó hiện bây giờ ở đâu? Em nghi thằng Hùng què nó giữ trò, muốn cướp trắng số hàng này. Hùng què? Gan nó không có lớn như vậy đâu. Tại ông chủ không biết đó thôi. Em điều tra biết được, thằng Hùng đang âm thầm tụ tập đàn em tài giỏi về dưới trướng của nó. Âm thầm là sao? Dạ, em nghe đám đàn em tùng sẹo kể lại là Hùng què đang dùng mọi cách để thu phục tướng cướp Cảnh Tinh về dưới tay của hắn. Cảnh Tinh à? Không phải nó đang bị truy lùng gắt gao sao? Thu phục hắn về khác nào tự sát. Cảnh Tinh hành tung bí mật, không có đàn em, cho nên đến giờ thân phận vẫn chưa bại lộ. Công an cũng không biết mặt hắn, nên chỉ cần hắn không đi cướp á thì sẽ không ai phát hiện ra. Có chuyện này sao? Em nghi ngờ thằng Hùng què có âm mưu muốn lật đổ ông chủ. Lật đổ tao? Dạ. Nó làm nổi sao? Ông chủ đừng quên, trước khi đến đây, Hùng què đã từng là ai, đã làm gì rồi? Nó đã giết ba đại ca lớn để xoán ngôi. Nếu như năm đó mà không bị đám giang hồ truy quét, bị chặn hết đường sống, nó sẽ không nương nhờ dưới chân ông chủ đâu. Mày nhắc tao mới nhớ, Hùng què quả là một đứa không đơn giản.
hôm trước theo lệnh ông chủ, theo dõi tên khốn dám xúc phạm cô chủ. Tình cờ á, em phát hiện ra một bí mật lớn. Bí mật lớn? Dạ. Bảo đảm ông chủ xem xong sẽ bất ngờ. Là tên cướp cảnh tình sao? Nếu không phải tận mắt chứng kiến, em cũng không tin. Thì ra tên cướp lừng danh khét tiếng, bị công an truy lùng bao lâu nay, lại sờ sờ là một gã bốc vác hiền lành ở chợ đầu mối. Câu chuyện bắt đầu thú vị rồi đây. Dạ. Mày làm khá lắm. Dạ. Vui quá con ha. Rồi rồi, qua đây, đây nha, qua đây. Từ sáng tới giờ dạ. Có rất nhiều đoàn từ thiện tới thăm, tặng rất nhiều quà bánh cho các em. Sư tiếp họ mà trong lòng sư cảm thấy vui lắm. Xã hội ngày càng nhiều người tốt thích làm việc thiện, cuộc sống của các em cũng có phần tốt hơn. Hơn ai hết, tụi con rất là hiểu cảm nhận này. Không ai sinh ra mà muốn mình phải ở trong hoàn cảnh bất hạnh. Một đứa bé cũng không có muốn sống nhờ vào tình thương của người khác. Một ánh mắt dịu dàng, một cái ôm vào lòng hay một nụ hôn trên má thôi, có thể đối với những đứa trẻ bình thường chỉ là những điều tuy giản dị, nhưng mà đối với các em lại là hạnh phúc rất lớn lao, có khi tìm kiếm cả đời cũng không có nữa. Ở đây sư cũng đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để thương yêu các em, nhưng số lượng trẻ em thì quá nhiều, khó mà quan tâm hết. Cũng may là nhờ có các con, ngoài việc ủng hộ tiền tài và vật chất, còn chịu khó đến chơi với các em. Được chơi như vậy các em thích lắm. Hai thằng khỉ đó sư cô, lúc nhỏ mê cái trò này lắm, bây giờ hả, coi như tội nguyện rồi đó. Sư còn nhớ mà, lúc Khải Hưng còn ở đây, dám cả gan lấy áo của sư cắt ra. Nhanh lên mày, từ từ. Trời ơi, mày từ từ nãy giờ mấy lần rồi. Bình tĩnh. Trời ơi, cắt nhanh đi. Từ từ. Mày làm lẹ đi nha, sư cô về sư cô thấy sư cô chửi á. Ê, mày cầm chỗ này giùm tao. Nè rồi, cắt đi. Rồi, cắt đi mày. Ở đó. Rồi, ra canh đi. Ê, mày phụ tao cho nó lẹ coi. Trời ơi, cái thằng này cắt côn xong nữa. Rồi rồi, được rồi, ra ngoài canh tiếp đi. Nhanh lên, sư cô về giờ. Mày làm gì mà làm lẹ đi nha. Dạ, hai con mắt bự bự lên. Mày đi đây tao làm cho. Ừ. Nè, đó, đó, tô đen lên luôn. Thôi đưa tao ra ngoài canh đi. Đó, làm đi. Rồi, xong rồi Huy. Xong chưa? Xong. Ê, rồi mày làm tao. Gì á? Cột. Cột này hả? Ừ, ừ. Ê, mày cầm cái này nè. Ờ, rồi, rồi. Cột đi, cột bên kia đi, mày cột bên kia đi. Xong chưa? Hả? Ê, nhìn nó giống con lương thiệt của mày. Ừ. Chơi nha, chơi nha. Ừ. Hai, ba. Tùng sen, 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 múa lưng, tùng sen, tùng sen, múa lưng, tùng sen, tùng sen, tùng sen, tùng sen, tùng sen. Ê, mày đi chậm lại coi. Gì vậy mày? Nào đây? Hả? Sư cô? Thằng Hưng với thằng Quy.
Cái gì đây? Trời, hai đứa con làm gì áo của sư cô vậy? Dạ. Sao giờ? Mày hỏi tao sao tao biết được? Dạ. Cái này sư cô sẽ phạt hai đứa đó. Lúc nhìn cái áo bị cắt hai tay, sư định điếng người. Mà cũng tội, nên chỉ phạt hai đứa nó chép hết mấy bộ kinh rồi thôi. Nhưng mà tối đó sư đã cho phép dùng con lân này để múa cho mấy tụi con coi rồi mà. Tuy là đầu lân là vỏ cần xé, đuôi lân á là cái áo của sư cô, nhưng kỳ thực mấy đứa tụi con rất là say mê, không thể nào chớp mắt luôn đó. Biết con nít, đứa nào cũng mê con múa lân, nên trung thu năm nào á, Khải Hưng với Thiên Tân cũng đòi mua cho được con lân để vô múa cho mấy em coi đó sư. Thời gian nó trôi nhanh thiệt, mới đó mà tụi con đã lớn hết rồi, đã thành ông này bà nọ với người ta. Nhưng mà điều làm cho sư cảm động nhất á là tụi con vẫn nhớ tới sư và mái ấm này. Nơi này đã nuôi lớn tụi con, làm sao mà tụi con quên được chứ. Sư bây giờ tôi cũng đã cao rồi, sư phải giữ gìn sức khỏe nha. Sáng nay á, sư vừa nhận được 50 triệu của một người vô danh gửi vào tài khoản. Nói thiệt cho sư nghe, người vô danh đó có phải là một trong số tụi con không? Dạ không phải đâu sư, tụi con không cần làm như vậy đâu. Ủa vậy thì người đó là ai? Sao tháng nào cũng gửi tiền một cách bí mật như vậy? Anh đã ra tiệm vàng nhờ người ta cân thử rồi, đúng một chỉ đó Tiết ơi. Tôi đã nói mà sao còn không chịu hiểu vậy? Tôi biết một chiếc nhẫn dĩ nhiên là ít rồi, nhưng mà ở nhà tôi á còn nguyên một hộp nữ trang của mẹ tôi. Tuyết à, nếu mà Tuyết chịu đồng ý là lấy tôi làm chồng, tôi sẽ cho Tuyết hết nha. Cậu nghĩ chuyện tôi từ chối cậu là vì vàng sao? Không phải đâu. Vậy thì là cái gì? Tuyết cứ nói đi, bây giờ khó cỡ nào tôi cũng làm được hết á, đến cả việc chết vì Tuyết á tôi còn chưa sợ nữa mà. Tôi biết Hưng rất tốt với tôi. Lần đó nếu mà không có Hưng á thì tôi đã bị đánh trúng rồi. Tuyết chơi tôi xấu chứ gì? Không phải. Vậy thì cái gì? Tuyết nói luôn đi. Thứ nhất về tuổi tác, tôi lớn hơn cậu. Thứ hai là trong lòng tôi đã có người khác rồi. Trời ơi, tôi nói cái chuyện lớn hơn hay không lớn hơn đó không phải là vấn đề. Với lại Tuyết vẫn đẹp và trẻ hơn tuổi rất nhiều. Còn người Tuyết yêu á, tôi biết. Nhưng mà Tuyết cũng thừa biết á, là đại ca đâu có để ý Tuyết đâu. Bây giờ thì chưa hiểu, nhưng sẽ có một ngày anh ấy sẽ hiểu. Hưng à, cậu còn trẻ lắm, hãy tìm một cô gái đàng hoàng cưới về để cho bác có dâu đi. Tôi phong trần dày dặn lắm, không thể nào đem lại hạnh phúc cho Hưng được. Không,
Tuyết nè, hôm nay dù cho Tuyết có nói gì đi chăng nữa, có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng quyết định cưới Tuyết về làm vợ. Tuyết làm vợ tôi nha, nha Tuyết. Tôi đã hết lời rồi mà sao cậu dai quá vậy? Cậu có theo đuổi hay làm gì là chuyện của cậu, nhưng tôi cấm cậu không được tới quán bar của bà Ngọc Ánh nữa. Nếu không thì đừng có trách tôi. Nhưng mà Tuyết à, Tuyết, tôi chưa nói xong mà. Tuyết, cái này không có giải quyết được cái nỗi đau thất tình của mày đâu. Mày nói đi, mày muốn cái gì hả? Tao không muốn gì hết. Đồng cảm, cho nên tao đến chia sẻ với mày thôi. Cái gì? Đồng cảm? Mày nên nhớ là tao với mày không có cái gì chung hết mà đồng cảm ở đây. Đắng nghét như tình đời. Không phải là mày đang yêu rồi bị cô ta từ chối hay sao mày? Nỗi đau nhục, bị con gái chê, đàn ông tụi mình thằng nào mà không trải qua chứ. Mày muốn gì? Tao không muốn cái gì. Tao thấy mày tỏ tình với Tuyết Đen, bị cô nàng cự tuyệt thẳng thừng từ chối chứ gì. Chuyện của tao mắc mớ gì liên quan tới mày? Với sự đồng cảm của một thằng thất tình, tao đến đây chỉ muốn giúp mày thôi. Mày giúp tao? Ừ. Mày mà cũng muốn giúp tao sao? Thứ nhất, tao muốn giúp mày dời nỗi buồn. Thứ hai, tao giúp mày trở thành đàn ông đích thực. Người như Tuyết chỉ thích những thằng đàn ông bản lĩnh và từng trải thôi. Cái thứ của mày, con nít mới lớn như vậy, đương nhiên là cô nàng không thích rồi. Chuyện đó khó tin quá. Cỡ mày mà cũng muốn giúp tao sao? Mày muốn biết á thì cứ việc theo tao. Cái thứ con nít nhắc cấy giùm mày mà mày đặt đòi cô gái không biết nhục à? Mày nữa, ai nói với mày là tao nhắc cấy hả? Được, đi thì đi, đàn ông mà, bất quá chết là cùng. Tính tiền chủ quán. Nghe rồi. Thôi để tao tính cho. Thôi, khỏi thôi. Đi. Không chết đâu mà lo. Thì ra cô ấy cũng giống như mình, cũng rất thương trẻ em. Anh coi gì đó? Hình như nhà báo này chụp hình không được khéo cho lắm. Thấy cô không xinh như ngoài đời. Anh ta đăng thiệt hả? Tôi đã nói là đừng có đăng rồi mà. Được lên báo sướng thấy mồ mà đặt làm bộ. Sướng cái gì? Tôi đâu có mong nổi tiếng đâu mà sướng. Tôi chỉ nghĩ là muốn góp một phần công sức của mình để xoa dịu nỗi buồn cho các em thôi. Wow. Anh nhìn túi gì?
Không ngờ con gái của ngài thượng tá mà biết phát biểu một câu như vậy à. Con gái thì sao? Bộ có gì khác hả? Không. Trong cách nói của anh hình như là anh không thích ba tôi hả? Không riêng ba cô đâu. Những ai liên quan tới công an tôi đều không thích. Vì sao? Anh có thể cho tôi biết lý do không? Tôi đâu có ngu thổ lộ trước mặt con gái của ngài thượng tá công an. Lỡ bị tố thì sao? Không thích nói thì thôi. Tôi có chuyện này hay lắm nè. Kể cho anh nghe. Anh có muốn nghe không? Chuyện gì mà không liên quan tới công an á, tôi đều muốn nghe. Hôm bữa tôi đi làm từ thiện, nghe sư cô kể với tôi là có một người quyên góp tiền, nhưng mà lần nào cũng không ghi tên, chỉ để là vô danh thôi. Cũng có người vậy nữa sao? Mà lần nào á cũng chỉ quyên góp đúng 50 triệu. Anh thấy có kỳ không? Gì đâu kỳ. Người đó quyên tiền mà lại không để tên. Đúng thiệt là một người vĩ đại. Theo tôi thì chả vĩ đại gì đâu. Biết đâu anh ta không muốn xưng tên bởi vì không có tên để xưng. Ai lại không có tên? Thì biết đâu anh ta không muốn để lộ danh tính. Anh nói khó hiểu à. Lúc thì anh nói người ta không có tên, lúc thì anh nói người ta không muốn để lộ danh tính là sao? Thì ý tôi muốn nói vậy nè. Người ta không muốn để lộ danh tính là vì biết đâu anh ta là tên cướp thì sao? Cướp? Mắc gì cười. Bộ cướp có thể quyên tiền làm từ thiện hả? Đúng rồi. Tôi thấy nếu như mà anh muốn đưa ra giả thuyết á, lần sau đưa ra một cái giả thuyết nào hợp lý hơn đi. Ủa, ý cô là sao? Bộ cướp không thể quyên tiền cho trẻ em nghèo được hả? Còn về thí dụ như là trẻ bu đời, ý cô muốn nói đó là những đứa trẻ hư, những đứa trẻ chỉ biết trộm cắp giật giọc đó hả? Đúng không? Cô quan niệm gì đúng không? Tôi... không. Làm gì tự nhiên anh nổi nóng vậy? Xin lỗi. Chắc là hồi nãy uống chút bia cho nên không có bình thường. Thôi, tôi đi nghe. Xem cái cách ảnh nổi nóng cũng giống hệt đại ca. Đại ca, chuyện mà đại ca căn dặn em đã làm xong rồi. Sao? Đúng như tao nghi ngờ chứ? Dạ, quả là đại ca định việc như thần. Đêm qua thằng Tùng Sẹo nó đã đến gặp đại ca thí chuột rồi. Mua chuột thằng Tùng Sẹo để tìm điểm yếu của tao, để tọc mạch với ông chủ à? Thằng này cũng lê hại thiệt. Theo em nghĩ thằng Tùng Sẹo không dám bán đứng đại ca đâu. Nó có dám hay không thì tao không biết, nhưng có một điều tao biết rất rõ là tao không thể không đề phòng. Chuyện tao dặn mày làm xong chưa? Dạ, em thu xếp đâu vào đó rồi. Nó hài lòng chứ? Dĩ nhiên là nó quá hài lòng. Nhưng mà chuyện đại ca biểu nó quản lý quán bar đêm dài, em thấy không ổn chút nào. Dù sao đây cũng là địa bàn của thằng Tùng Sẹo. Tao không phải là tao không có mắt nhìn. Vậy sao? Chủ ý của tao mày không biết được đâu. Alo. Anh Hùng hả? Em cần gặp anh gấp. Em nói có chuyện gấp muốn gặp anh. Sao nãy giờ ngồi em ru vậy? Anh Hùng, anh thừa biết là ba em rất ghét người khác qua mặt mình đúng không? Tính khí của ông chủ đó, dĩ nhiên là anh biết rõ. Vậy thì anh cũng biết là những người làm phật ý ba em tất cả đều không có kết quả tốt đúng không? Anh biết chứ.
Nhưng tại sao em nói danh những câu này? Anh đã làm gì phật ý ba em hả? Nếu mà em không nể tình anh, đã chăm sóc đối xử tốt với em, thì em đã mặc kệ anh rồi. Anh biết mà. Anh biết là em luôn quan tâm tới anh. Cũng giống như là anh luôn quan tâm tới em vậy. Anh quan tâm em hả? Anh quan tâm em mà nói dối em sao? Anh nói dối em chuyện gì? Anh coi đi. Hình này em đã đưa cho anh xem rồi mà. Đúng rồi. Vậy anh nhớ anh nói với em gì không? Anh nói với em là anh không quen hắn, anh không biết hắn, và rồi từ từ anh sẽ tìm hắn về cho em, đúng không? Đúng. Và bây giờ anh vẫn tích cực tìm hắn cho em mà. Đến bây giờ mà anh vẫn còn tiếp tục nói dối em hả? Nói dối em thì cũng được thôi, nhưng mà nói dối ba em lại là chuyện lớn đó. Em nói cho anh biết, ba em đã biết người trong hình là tên cướp Cảnh Tinh rồi. Em nói cho ông chủ biết hết rồi sao? Bây giờ anh biết sợ rồi hả? Ba em không những biết hắn là tên cướp lừng lẫy đang bị công an truy nã, mà ba em còn biết anh đang âm mưu thu phục hắn về dưới trướng nữa. Em nói có đúng không? Mà làm sao ông chủ biết được? Dĩ nhiên ba em có cách của riêng mình. Nếu không thì ba em đâu có làm ông chủ của anh lâu như vậy được. Em nói cho anh biết, hiện tại bây giờ ba em đang nghi ngờ anh cố tình thu phục hắn về dưới trướng để mưu sự chuyện lớn. Anh mưu sự chuyện gì? Mưu sự chuyện gì hả? Chẳng hạn giống như là tranh giành địa bàn, không thì lật đổ ông chủ đã hết thời như ba em chẳng hạn. Làm gì có chuyện đó? Anh đâu có gan làm như vậy. Vậy thì anh nói cho em biết đi, tại sao anh lại giấu đi mối quan hệ này? Thật ra thì chỉ là một chút ân oán cá nhân thôi. Cái gì? Ân oán cá nhân hả? Thôi được rồi, để tránh cho em có ý nghĩ xấu với anh sẽ kể hết cho em nghe. Mày nè. Về. Nè. Mày. Ê, nhìn tao ra. Mày. Ê, mày nè. Mày nè. Mày nè. Anh chào cho. Ê ơi. Mấy anh cười quá à. Thôi đi, đừng tạt nữa. Ê. Ê, chị lưng cho tao coi. Thôi, mày tự kỳ đi. Kỳ coi. Không. Anh đi ra ngoài nha. Ê. Mày nè. Chết mày. Bước ra hả mày? Không chơi nữa không? Mẹ, xuống đây tắm chung với mấy anh. Thôi, mấy anh tắm trước đi, em giữ đồ được rồi. Sao vậy? Bộ không biết lội hả? Xuống đây, để tụi anh dạy cho. Tụi bay ngu quá à. Con Mén là con gái, sao tắm chung với tụi mình được? Tụi mình là con trai mà. Mà em mắc cỡ hả? Thôi, mấy anh tắm lẹ lẹ đi, để chị Mén còn tắm nữa. Lấy một hồi tới, chị Mén bị lạnh đó. Đúng rồi, nhắc mới nhớ. Thôi bây giờ tụi mình đi vô đi, tụi mình tắm đây giờ cũng lâu rồi. Đây, đi vô. Kéo tao vô. Đồ của mấy anh nè. Mén, tụi anh lên, em xuống tắm đi. Dạ. Đâu, đồ tao đâu? Em xuống tắm đi, tụi anh giữ đồ cho. Thôi, mấy anh về trước đi. Cảm. Em để đồ ở đây được rồi. Thôi, vô duyên quá. Rình coi con gái người ta tắm hả? Đâu có, tại vì tao sợ Mén gặp ma. Giờ này còn thôi, sớm. Lên. Chưa có ma đâu. Mấy anh sợ gì, chị Mén tắm một mình được rồi. Thôi mệt quá, đi lên đi, con gái người ta mắc cỡ kìa.
Đất ơi, con nhỏ này nó dễ thương thiệt. Thằng Giang nó hên ghê. Mẹ, đi đâu vậy? Ở lại chơi anh. Đi về chứ đi đâu? Dạo này dễ thương quá ha. Buông tôi ra, tôi la lên bây giờ á. Ngại gì không biết nữa. Chuyện này ngày nào em cũng làm với anh Giang đúng không? Làm với anh Giang là làm gì? Anh đừng nói tầm bậy rồi nha. Gì? Thằng Giang chưa làm gì em á hả? Ừ. Làm gì là làm gì? Tránh ra tôi đi về vậy? Chưa làm á, thì anh chỉ cho em làm. Buông tôi ra. Buông tôi ra, thả tôi ra. Cứu tôi vô. Nằm yên đi. Buông ra. Mày. Mày kia ơi, cứu em. Nín đi, đợi cho đại ca nghe chuyện gì. Đứa nào ăn hiếp em phải không? Biểu nói sao cứ khóc hoài vậy? Đứa nào đánh em? Đánh ở đâu? Không, 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 không phải đánh mà. Anh Hùng mà. Thằng Hùng, nó làm bậy với em đúng không? Thằng Hùng, nó muốn làm bậy với em đúng không? Sao hai đứa lại đánh nhau? Có chuyện gì? Tại sao lại đánh nhau? Anh hỏi hai đứa, tại sao lại đánh nhau? Dạ, chỉ là xích mích thôi. Có đúng như vậy không? Dạ đúng. Không được đánh nhau gây mất trật tự. Nếu như hai đứa còn tái phạm một lần nữa, anh sẽ phạt nặng. Nghe chưa? Dạ, dạ. Em biết rồi. Đi đi.
Chỉ là những ân oán cá nhân thôi, không phải như ông chủ đã hiểu lầm anh đâu. Thì ra là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hai đại ca giang hồ dành nhau một con chí mén. Nhưng mà đó chỉ là chuyện con nít vụn vặt thôi mà. Cũng qua lâu lắm rồi, anh để tâm làm gì nữa. Không chỉ là chuyện con nít vụn vặt thôi đâu. Cái gì? Còn chuyện khác nữa hả? Ừ. Tôi móc túi bà nào? Mày không móc túi sao mày cứ lảng vảng bên tao hoài? Thì tôi đi mua rau không được hả? À, tao nhớ mặt mày rồi đó nghe. Mày mà lảng vảng bên tao, tao kêu công an bắt mày. Xíu nữa được rồi. Mén. Dạ. Hồi nãy em làm gì vậy? Dạ, hồi nãy hả? À, nãy giờ em lụm rau mà. Em đâu làm gì đâu. Đừng có xạo. Hồi nãy em giả bộ làm rớt cái cây để đánh động bà đúng không? Hả? Rớt cây, đánh động gì? Rồi bà nào? Hên là em đó. Nếu mà gặp đứa khác đó hả? Anh đấm cho nó vào mặt rồi. Dạ. Không cần phải sợ đâu. Nói vậy thôi, chứ anh không đánh đâu. Dạ, vậy thôi, em về nha. Em lụm rau đủ rồi. Khoan đã. Cái gì nữa vậy anh? Nè, cầm tiền á, muốn mua vàng á thì mua. Mốt á, đừng có lụm mấy cái rau này về ăn nữa. Thôi, cảm ơn anh, em không lấy đâu. Em mà lấy là đại ca Giang đánh em chết luôn á. Tại sao em phải sợ nó? Nếu mà nó đánh em á, cứ qua chỗ anh ở. Bên anh á, toàn đi ăn quán mà, không có cần phải nấu nướng cực khổ gì đâu. Nè. Thôi, em nói rồi em không lấy đâu. Với lại, em cũng ở bên nhà anh Giang quen rồi. Với lại em thấy nấu nướng đâu cực khổ gì đâu. Em thích vậy á. Thôi em không lấy đâu. Cảm ơn anh. Em về. Thôi được rồi, anh không cần phải kể tiếp nữa đâu. Chuyện tiếp theo em cũng đoán ra được rồi. Anh hùng chân thọt của em đã tương tư con chí mén đó rồi đúng không? Lúc đầu thì anh thấy con nhỏ ngon mắt, anh định chơi qua đường rồi bỏ như đám con gái bùa đầy khác. Nhưng không ngờ càng lúc càng bị nó làm cho mê mẩn. Mà không phải riêng anh thôi đâu, đứa nào cũng bị nó mê hoặc. Nó như có bùa, nói cái gì đám trẻ bùa đời cũng răm rắp nghe theo. Điều đó cũng dễ hiểu thôi mà. Giữa một đám bùa đời hư hỏng, tự nhiên xuất hiện một con bé ngoan hiền, đương nhiên sẽ nổi trội như ánh mặt trời trong đêm tăm tối rồi. Chắc là em nói đúng đó. Anh bị cái ngoan hiền của nó hút vào như thỏi nam châm vậy. Trong tâm trí của anh lúc đó chỉ tồn tại một ý nghĩ: phải chiếm bằng được con bé bằng mọi giá. Vậy thì cuối cùng anh hùng chân thọt của em có đạt được ý nghĩ đen tối đó không? Thôi, cũng khuya lắm rồi, mình về nghe em. Tính tiền. Anh đúng là biết dừng lại đúng lúc. Mà thôi, cũng khuya rồi, mình về thôi. Để anh đưa em về. Em tự đi được mà. Thank you.
cũng kỳ chốc cho lần em luôn hả? Ai biểu em ở dơ quá anh chị, kỳ như vậy mà chưa tróc hết đất cát nữa nè. Anh đó nha, dạo này lây chị Mén quá dữ rồi đó. Lây chị Mén cái gì? Em đừng có nói bậy. Anh đừng tưởng em không biết. Anh lây chị Mén dù ở sạch rồi chứ gì. Hồi đó 2-3 ngày anh mới tắm một lần, chứ đâu có như bây giờ ngày nào anh cũng tắm. Tại hồi đó mùa đông lạnh anh ít tắm, còn bây giờ... Bây giờ mùa gì? Bây giờ... thì mùa đông. Mùa đông mà anh tắm mỗi ngày. Anh còn bắt tụi em tắm giống anh nữa. Chẳng phải là anh lây chị Mén khó ở sạch là sao? Thì làm như chỉ có một mình chị Mén em ở sạch vậy đó. Làm như anh ở dơ lắm vậy hả? Anh Giang, có chuyện này chỗ anh em. Em muốn hỏi thiệt anh nha. Em hỏi anh đừng chửi em đó. Chuyện gì? Anh thích chị Mén đúng không? Thích là sao? Thì thích là yêu đó. Giống như bay với Mén mình hồi đó đó. Nè, có phải mai mốt anh sẽ cưới chị Mén làm vợ đúng không? Em đừng có nói bậy. Còn Mén là con nít, cưới cái gì? Em nói là mai mốt, tức nghĩa là anh với chị Mén lớn lên là người lớn, chứ đâu có phải như bây giờ đâu mà anh la. Anh nói thiệt đi, anh có chịu cưới chị Mén làm vợ không? Sao em hỏi anh không trả lời? Anh Giang, em hỏi sao anh không nói? Nó xa xôi quá, anh chưa có nghĩ tới. Sao anh lại nói là xa xôi? Em á, là con nít, em không có hiểu đâu. Em hiểu mà. Ý em nói, anh là trẻ bụi đời, không nhà, không cửa, cho nên không thể cưới chị Mén làm vợ đúng không? Em đúng là khôn trước tuổi rồi. Đúng vậy đó. Tụi mình á, là trẻ bụi đời, không nhà, không cửa, cuộc sống bấp bênh, có hôm nay, không có ngày mai, thì làm sao mà cưới vợ lấy chồng như người bình thường được? Anh nói cũng đúng. Lấy vợ xong anh còn phải sinh con nữa. Ở dưới gầm cầu lạnh lắm. Mỗi lần có xe lửa chạy qua rầm rầm, làm sao mà em mới chịu nổi? Đôi lúc đó, anh thương em quá. Anh chỉ muốn trở thành ăn cướp. Đừng mà anh. Làm ăn cướp xấu lắm đó. Anh biết. Nhưng nếu như không đi ăn cướp thì làm sao anh có thể thực hiện được ước mơ của mình bây giờ? Anh cũng có ước mơ nữa hả? Ước mơ gì vậy anh? Chỉ nói cho một mình em nghe thôi đó. Anh nói đi, em hứa mà. Anh ước mình có thật là nhiều tiền, xây một cái nhà thật bự. Có căn nhà thật bự, mình sẽ cho hết mấy đứa bụi đời vô đó ở. Cho mấy đứa bên bạn anh hùng vô ở luôn phải không anh? Ừ, anh muốn lập một gia đình lớn cho tất cả. Thích chị Mén. Sống chết là do số phận, xin thí chủ đừng quá đau thương. Dạ thưa sư cô, con cũng biết điều này, nhưng không hiểu sao mỗi lần lúc tới thăm em, con đều không cầm được nước mắt. Con xin lỗi sư cô. Thương nhớ là lẽ thường tình của nhân gian, thí chủ không cần xin lỗi đâu. Thí chủ đã thăm người thân xong chưa? Nếu xong xin mời lên dùng trà. Dạ. Dạ thưa sư cô, đây là tiền cúng dường, sư cô nhận giùm con. Mấy năm nay năm nào cũng được thí chủ
cúng dường cho chùa. Nhưng mà số tiền đó không nhỏ. Nhưng cũng ngộ một điều là thí chủ không tiết lộ người thân của mình là ai. Điều này gây không ít thắc mắc cho mọi người. Nếu không có gì bí mật thì xin thí chủ cho tiết lộ người thân của mình. Dạ thưa sư cô, dạ không có gì bí mật, chỉ là con không thể tiết lộ được. Nếu thí chủ có gì khó nói thì sư cũng không hỏi nữa. Mời thí chủ dùng trà. Dạ, cảm ơn sư cô. Sư cô à, sư cô cứ dùng số tiền này mua hương hoa cúng Phật. Con đảm bảo với sư cô rằng số tiền này là do công sức, mồ hôi của con làm ra đường đường chính chính, chứ không phải là đồng tiền bất nhân hay phi pháp gì đâu ạ. Kìa, thí chủ nói gì vậy? Có bao giờ sư và mọi người dám nghĩ tiền của thí chủ là bất nhân phi pháp đâu. Tự nhiên sao thí chủ lại nghĩ như vậy? Dạ, chắc là con nghĩ quẩn cho nên nói bậy. Sư cô đừng để tâm nha. Trong thí chủ dường như không được vui. Thí chủ có tâm sự gì sao? Dạ thưa, tâm sự của con thì nhiều lắm. Để hôm nào con sẽ kể cho sư cô nghe. Còn bây giờ con phải về rồi. Con chào sư cô. Chào thí chủ. Alo. Dạ, con mới vừa tắp nhang xong. Dạ, dạ con biết rồi. Đi công việc xong con về liền. Dạ. Mở cửa cho má coi Hưng. Hưng ơi, mày làm cái gì mà lâu quá vậy Hưng? Mở cửa coi. Hưng. Dạ, con ra liền. Mở cửa. Mày không mở tao kêu thằng Cảnh phá cửa bây giờ đó. Mở cửa, lẹ lên. Trời ơi, má ơi là má. Con làm cái gì mà má kêu mở cửa hoài không chịu mở vậy? Má không thấy con đang ngủ hay vô làm phiền cầm ràm hoài lúc nào cũng vậy đó. Con có bị bệnh không? Sao mặt mày đờ đẫn quá vậy? Bệnh hoạn cái gì không biết. Trời ơi. Trời ơi. Cái thằng sao mà lạ dữ vậy không biết nữa. Quan tâm chút cũng không được nữa. Lúc mà tôi nói vừa xong á hả, ảnh giận đứng lên bỏ đi một mạch luôn. Giận? Bỏ đi một mạch giống như là cô gái đang ngúng quẩy á hả?
Trời, tính cách như vậy á, không giống với anh Cảnh mà tôi từng tiếp xúc nha. Không phải, tất nhiên á là không có ngúng ngoảy như một đứa con gái rồi, mà là lúc đó ảnh rất ngầu, rất dữ nữa. Tôi còn nhớ rõ gương mặt của ảnh lúc đó hả? Nó lông lên, đáng sợ lắm. Nhưng mà không hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy có một cảnh em chơi một lần là thua liền. Ông tìm được một miếng đá chưa mẹ, thành một chú bé. Ông đặt tên là Mino. Chị lại nha. Chị hay quá. Rối gỗ rồi, quần chú đi. Và chỉ muốn theo sự điều khiển của Gepetto, người thợ vàng cùng cây vàng leo và con mèo Figaro làm bạn. Ông ao ước một phép màu để Pinocchio trở thành một đứa bé thật sự. Đêm hôm đó khi mọi người ngủ say, từ một ngôi sao trên trời, nàng tiên xanh bay đến dùng cây đũa thần chặn vào Pinocchio. Pinocchio bắt đầu cử động được. Ta đã trở thành người thật. Pinocchio kinh ngạc tự hỏi. Nhưng cô tiên đã giải thích cho cậu bé hiểu rằng chết chưa con. Để trở thành một con người thật sự, cậu phải dũng cảm, thành thật và phải có lòng nhân ái. Phải biết phân biệt cái tốt và cái xấu. Vì thế một thời gian sau mới thực sự là người. Bắn đi, bắn xong chưa? Tới tao nước. Nha. Anh Hùng, có người gỗ biết nói thiệt hả? Ừ, cô tiên sanh dùng phép đó. Ừ, anh Hân đọc chuyện hay quá, tụi mình tới nghe anh Hân đọc đi. Dạ. Mày chết hoài à, để tao tòi cho bắn lại đi con. Anh Hân, chuyện hay quá, anh đọc tiếp đi. Rồi cuối cùng thằng người gỗ có trở thành người không? Anh cũng như em thôi, mới đọc tới đây sao mà biết được. Vậy thì mày đọc tiếp đi. Mà bộ chuyện nước ngoài sao mà tên kỳ cục vậy? Thì chuyện này của nước Ý. Hồi cho tao mượn, chị Oanh nói vậy á. Đúng rồi, hàng chi cuốn sách đẹp quá trời luôn. Còn có hình màu nữa chứ. Chị em coi hình vết. Ý, có hình người gõ nữa nè. Cái mũi của nó dài ơi là đâu, dài luôn. Đâu. Nè, 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 nè. Chị hết ánh sáng sao đọc. Bây giờ rõ rồi đó, mày đọc đi. Tụi bay ồn ào quá. Mấy anh im lặng chút được không? Ê, im lặng cho nó đọc kìa. Ờ. Rồi đọc đi. Ủa anh Hưng, anh mới mua mắt kiến mới hả? Mày ha, dám lấy tiền đi mua mắt kiến mới. Mày mét đại ca, mày chích chắc. Mày đại ca đi. Chắc mày mét á. Mắt kiến này của chị Oanh cho tao á. Chị Oanh cho anh hả? Ừ. Hôm trước thấy anh ngồi học, chị Oanh thấy anh mắt nheo nheo vậy nè. Chị nói kiến của anh không đủ độ nên dắt anh mua kiến mới. Chị Oanh tốt thiệt đó, vừa dạy cho anh học vừa mua kiến mới cho anh luôn. Ngày mai anh dắt em đi học nha. Ừ, em muốn đi học thì anh dắt đi. Còn hai ngày nữa có đi học không? Mày khùng hả? Ở nhà ngủ cho đã, đi học chi? Ờ, mày đọc tiếp đi, ở đó nó tào lao không à. Ờ, đọc đi. Nghe nè. Mày ăn đâu? Ra đây biểu coi. Dạ. Lại đây. Dạ, anh kêu em. Có chuyện rồi. Ừ. Dạ, đại ca kêu em. Hồi chiều em đứng nói chuyện với thằng Hùng, đúng không? Dạ, đúng rồi. Ơ, à, nhưng mà là anh Hùng tụi tôi nói chuyện với em, chứ em không có kiếm ảnh. Anh đã dặn em sao? Chết nó rồi. Đại ca cấm. Dạ. Mà nó ngoan cố, nó chết chắc. Đại ca dặn là không được tới gần anh Hùng. Mỗi lần thấy ảnh là phải lập tức tránh xa. Vậy đó, mà hồi chiều này em dám đứng nói chuyện với nó gần nửa tiếng đồng hồ, em có nghe lời anh không hả? Hưng. Dạ, dạ. Dạ. Có em, nhưng mà em không có liên quan. Đọc cho tao nghe đoạn quy coi. Đứa nào dám cãi lời, bị bao nhiêu roi? Dạ, 5 roi. Thằng Tân. Dạ. Lấy roi cho anh. Dạ. Nằm xuống.
Cho Trường cái tội cãi lời kia chưa? Em có cãi lời đâu, là anh Hùng tự tới nói chuyện với em chứ bộ. Em định đi mà anh cứ nói hoài à. Anh còn đòi cho tiền em nữa mà em có lấy đâu. Một lần á thì không có lấy, nhưng mà đưa hai ba lần thì mày cũng lấy thôi. Chó Trường nè, chó Trường nè. Mai mốt á mà còn dám tái phạm nữa là 10 roi chứ không phải 5 roi như vậy đâu. Còn chưa chịu ngồi dậy nữa hả? Muốn ăn roi nữa đúng không? Bắt đầu từ ngày mai á, con Mén ở nhà không cho ra chợ nữa. Không ra chợ đó là sao? Là ở nhà chứ sao? Ở nhà rồi ai ra chợ lượm rau lấy gì nấu cơm? Thằng Hưng. Dạ. Ngày mai á đi lượm dây chai về sớm. Bắt đầu từ nay á mày phụ trách lượm rau. Nhưng em... Nhưng mà anh Hưng không biết lựa đâu ngon đâu. Kệ nó, dở thì ăn dở. Nhưng mà em thích ra chợ. Không có thích cái gì hết á. Biểu ở nhà thì cứ ở nhà đi, nghe rõ chưa? Nghe rồi. Thôi đi ngủ mày ơi, đi ngủ, đi ngủ. Mén, Mén, em giận anh hả? Đại ca thấy ghét quá. Đánh người ta có làm luôn, làm như thịt người ta bằng sắt, không biết đau gì đó. Đã vậy còn cấm không cho người ta đi chợ nữa. Bắt người ta ở nhà có một mình muốn chết luôn á. Mén, em có đau lắm không? Thử anh nằm xuống, em đánh mạnh với con, anh có đau không? Nè, em cầm lấy đi. Lấy làm gì? Thì lấy để xúc vô mấy cái chỗ có cái làm đó. Anh đánh người ta đã xong kêu người ta xúc dầu hả? Không thèm. Tại vì hồi tối anh giận quá. Chứ hả, anh đánh em đau một, còn anh đau tới 10 lần đó. Anh vô duyên quá. Em bị đòn tự nhiên anh đau. Anh cũng không biết tại sao nữa. Nhưng mà hồi tối á, nằm nghe em khóc ở trong phòng á, trái tim của anh nó cứ nhói nhói đau đau. Anh thấy thương em lắm. Nhưng mà anh cũng không biết tại sao mình lại kỳ như vậy nữa. Mỗi lần mà thấy em đứng nói chuyện với thằng Hùng là anh nổi giận liền à. Ừ, anh nói thiệt không? Ừ, anh nói thiệt đó. Hết giận anh chưa? Vậy nếu em hết giận rồi á thì em nằm xuống đi, anh xức dầu cho. Ừ, anh xức dầu cho em hả? Ừ. Thôi. Sao vậy? Kỳ thấy mộ luôn á. À, anh quên. Vậy thôi, em tự sức đi nha. À, mà anh có quà cho em nè. Là bộ đồ màu hồng. Em thích không? Dạ thích. Thích đó, để em mặc vô đi, rồi anh dắt em đi chơi. Anh nói thiệt hả? Vậy anh ra ngoài đó, anh đứng anh đợi, em thay nhanh lên nha. Anh đi đó. Dạ. Đồ mới thơm quá, thương đại ca ghê. Đại ca, sao tự nhiên đại ca mua quần áo mới cho em vậy? Bây giờ chưa tối tết mà, anh không sợ mấy anh kia phân bì hả? Vì em là con gái nên được ưu tiên. Với lại không phải tự nhiên mà anh mua đồ cho em đâu. Đây là quà xin lỗi. Xin lỗi? Ừ, xin lỗi vì hôm qua đã đánh quan em. Đừng giận anh nghe. Cũng được, nhưng mà với một điều kiện. Em dạo này á cũng biết nhõng nhẽo ghê, điều kiện gì? Anh phải cho tụi em tới lớp học tình thương của chị Oanh. Không được. Sao không được, đi học để biết chữ mà. Một mình thằng Hưng đi học được rồi, về nó dạy đây cho. Thôi, anh Hưng dạy dở ẹt à, không có vui gì trơn. Với lại anh dạy đâu có bánh kẹo gì đâu. Lần nào anh Hưng đi học cũng được anh tốn chị Oanh cho bánh hết đó. Muốn ăn bánh, anh mua cho. Nhưng mà tại sao anh không cho tụi em đi học? Vì anh ghét anh Tuấn. Hả? Anh Tuấn thương tụi em lắm luôn á, sao anh ghét ảnh? Sao vậy anh?
Vì em mới vào nên chưa có biết đó thôi. Biết chuyện gì? Chuyện... Mà thôi, anh không kể đâu. Thôi anh kể đi mà. Anh đã bị anh Tuấn bắt ở tù hết một lần. Hả? Ở tù? Anh làm gì mà để anh Tuấn bắt anh ở tù? Anh móc túi. Trời, anh là đại ca mà cũng móc túi nữa hả? 2 năm trước, khi anh Tuấn mới đến đây làm công an khu vực. Bắn được không chị? Cũng được. Sáng giờ bắn được không chị? Dạ cũng được đây đây. Thôi chị bán đi, tôi đi nhanh. Dạ cảm ơn chú. Một túi hả? Đứng lại. Giữa ban ngày ban mặt mà dám công khai móc túi như vậy, thằng Long mình quá mà. Đi mau, anh dắt tôi đi đâu? Vậy có bán thường. Còn nhỏ như vậy mà nghe nói làm đại ca ở đây hả? Anh hỏi sao không nói? Em không có làm đại ca gì hết á. Em chỉ coi với chăm sóc mấy đứa nhóc thôi. Nói đi, đã móc túi bao nhiêu người rồi? Đây là lần đầu tiên. Hỏi thừa, chẳng lẽ nó nói với anh là móc túi nhiều lần rồi à? Không, em không có nói dối đâu. Đây là lần đầu tiên em móc túi thiệt mà, cho nên em mới vụng về như vậy. Còn nếu như đã nhiều lần á, em đã đâu bị bắt như vậy chứ. Anh tin em. Nhà của em ở đâu? Tại sao em phải đi móc túi? Em không có nhà. Đói quá, cho nên em phải móc túi để mua đồ ăn thôi. Hỏi dài dòng làm gì? Cứ tống nó vô trại là xong. Nếu em chịu hứa với anh, mai mốt không bóc túi nữa, kiếm việc làm đàng hoàng, anh sẽ thả em ra. Hứa thì hứa, từ nay em sẽ không bóc túi nữa đâu. Giấy cam kết đi, rồi anh sẽ thả em về. Thì ra là vậy. Nhưng mà dù sao anh Tuấn cũng thả anh ra rồi, sao anh còn ghét anh nữa? Anh không biết, nhưng anh không hiểu sao á, mỗi lần nhìn thấy anh Tuấn thì anh lại khó chịu. Mà sau đó anh có còn móc túi nữa không? Dĩ nhiên là không, anh là người tôn trọng lời hứa mà. Anh Hùng đại trưởng phu phải vậy chứ. Anh không móc, nhưng anh chỉ cho thằng Hưng, thằng Tân móc. Hả? Nói vậy là ban tụi mình biết móc túi hết luôn hả? Mấy đứa tụi nó móc túi giỏi lắm. Trời đất ơi, vậy mà hôm trước á, em còn chửi anh Hùng khi với ảnh là đồ móc túi. Té ra hôm nay biết mình cũng vậy. Anh cũng biết, móc túi giật đồ là xấu, cho nên cũng ra lệnh cho mấy đứa đó, trừ khi nào đói quá mới phải làm như vậy. Còn bình thường á, móc bọc kiếm đủ ăn thì thôi. Vậy cũng đỡ, nhưng mà em nói trước nha, thà đói chết chứ em không bao giờ móc túi đâu. Anh sẽ không bao giờ để em làm chuyện đó đâu. Với lại, em yên tâm đi, cả năm nay bãi rác dơ về đây, tụi anh làm ăn được lắm, nên hầu như bỏ hẳn chuyện móc túi giật dọc rồi. Móc túi là việc xấu lắm luôn á. Ông ta nói vậy, em không muốn nguyên băng mình là người xấu đâu. Anh hứa với em, từ nay băng mình không móc túi nữa. Anh lớn rồi, làm cũng kiếm được nhiều tiền hơn, đủ sức lo cho mấy em mà. Nhưng mà chuyện anh Tuấn bắt anh với lại cái chuyện đi học của tụi em đâu dính líu gì nhau đâu. Sao anh cấm tụi em? Vì anh... Sao vậy anh? Vì anh ganh tị. Anh sợ mấy em thấy anh Tuấn tốt, mấy em thương anh Tuấn, rồi theo anh Tuấn về mái ấm tình thương hết, không chịu ở lại với anh nữa. Tưởng chuyện gì. Chuyện này anh đừng có lo, nguyên đám tụi em ai cũng thương anh hết á. Em nói thiệt không? Thiệt mà. Em cũng thương anh chứ. Còn phải nói nữa, em thương anh nhất luôn á. Thanh Giang là mối tình đầu của bà. Anh Giang và anh Cảnh có giống nhau không?
Nó giống nhau á, thì cũng không hẳn là giống hệt nhau đâu. Nhưng mà khi mà ảnh cười á thì rất là giống nhau. Chuyện người giống người á, xưa giờ không có hiếm. Nhưng mà tại sao á, bà không xác minh hỏi rõ coi sao? Bởi vì tôi biết chắc chắn ảnh không thể nào là anh Thanh Giang được. Tại anh Giang đã chết rồi. Chết? Xin lỗi nha, tôi không biết chuyện đó. Thôi không sao, chuyện qua lâu quá rồi. Nhưng mà không hiểu sao, cảm giác của tôi mỗi lần mà gặp anh Cảnh, trái tim của tôi nó bồi hồi, giống như là được gặp đại ca Giang vậy đó. Tôi nghĩ đó là yêu rồi đó. Tôi cũng không biết là yêu anh Cảnh hay là yêu hình bóng của anh Giang nữa. Chuyện này á, tôi cũng bó tay không trả lời được đâu. Nếu mà bà muốn câu trả lời chắc chắn á, bà phải tự hỏi bản thân mình chứ. Tôi biết, chính bản thân tôi phải tìm ra câu trả lời này. Nhất định tôi sẽ tìm ra.